Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 24 giờ cùng DRT. Chương trình đang được phát sóng thử nghiệm từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh DRT. Ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Phân luồng giao thông tại kỳ lễ hội cà phê. Sẽ có múa chiêng tại lễ hội đường phố. Ẩm thực truyền thống của người ED. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Góc nhìn DRT, giá dịch vụ liệu có tăng mùa lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 3, như vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi là lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ chính thức được bắt đầu. Với rất nhiều sự kiện diễn ra trong lễ hội lần này, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo. Và theo cập nhật của chúng tôi, đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tất cả đã chờ đón một lễ hội với nhiều màu sắc rực rỡ. Sau đây là những phản ánh của phóng viên 24 giờ cùng DRT quanh công tác chuẩn bị cho lễ hội. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và giảm ùn tắc cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trong dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức phân luồng và bố trí thêm một số biển cấm đỗ xe ngày chẵn lẻ, biển cấm đỗ xe tạm thời và biển cấm đỗ xe theo khung giờ đối với một số tuyến đường trong phạm vi thành phố. Theo đó, thành phố cấm đỗ xe ngày chẵn lẻ trên đường Tản Đà, cấm đỗ xe vào tất cả các ngày trên một số tuyến nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Ngô Quyền như đường Lý Nam Đế, đường Trần Quang Khải, đồng thời chỉnh trang và bổ sung thêm các biển cấm trong phạm vi quảng trường. Thành phố Buôn Ma Thuột cũng cấm đỗ xe theo khung giờ đối với một số đoạn đường tại khu vực trung tâm tiếp giáp với ngã 6 thuộc các đường như Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Nơ Trang Lương, Hùng Vương. Được biết, sau lễ hội cà phê, các biển báo cấm đỗ xe sẽ được thành phố Buôn Ma Thuột điều chỉnh bố trí lại cho phù hợp với tình hình diễn biến về giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn. Một trong những nét mới và là điểm nhấn trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay là phố thưởng thức cà phê miễn phí trên đường Phan Đình Giót. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho các gian hàng đã cơ bản hoàn thiện, hệ thống điện đã được đấu nối sẵn sàng phục vụ hoạt động của lễ hội. Để đảm bảo an toàn cho lễ hội, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã phối hợp với ngành điện xây dựng phương án cung cấp điện cho từng hoạt động riêng biệt, kiểm tra đường dây, thiết bị điện, cung cấp điện cho các gian hàng một cách kỹ lưỡng không để xảy ra sự cố về điện. Xây dựng phương án xử lý các trường hợp sự cố bất khả kháng của lưới điện xảy ra trong thời gian lễ hội diễn ra, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý các tình huống tại các địa điểm diễn ra sự kiện. Đây là buổi tập luyện phục dựng nghi lễ cúng hạ thủy thuyền tại huyện Lắk. Tuy là buổi tập dượt, nhưng công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. 19 chiếc thuyền được huy động trên địa bàn Buôn Lê và Buôn Dun tham gia vào lễ cúng. Hội đua thuyền độc mộc tại huyện Lắk là một trong các hoạt động chính tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023, được tổ chức vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Đây là một hoạt động được người dân và du khách trông chờ bởi nhiều yếu tố thú vị và đặc sắc. Từ sáng sớm, các gian hàng ở hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã nhộn nhịp tiếng cắt sắt thép, tiếng búa đập, tiếng hàn xì. Các công nhân tại đây đang làm việc với khí thế khẩn trương và hối hả. Nhiều công nhân cho biết họ phải tăng ca làm trong buổi trưa nắng gắt và cả khi trời đã tối muộn, bữa ăn thì qua loa, thời gian ngủ cũng ít lại để đảm bảo tiến độ chung phục vụ lễ hội. Tuy nhiên, họ cũng rất tự hào khi được góp công sức của mình trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023. Mỗi công việc đều có những đặc thù riêng, nhưng với tâm thế hồ hởi chào đón lễ hội, làm việc hăng say, tất cả cho kỳ lễ hội thêm rực rỡ. Đó chính là những đóng góp đáng trân trọng để làm nên thành công của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 lần này. Điều mà du khách quốc tế thích thú đó là sự góp mặt của nhiều nghệ nhân các đội cồng chiêng của Tây Nguyên. Những ngày qua thì tại nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk, các đội cồng chiêng đang tích cực luyện tập sẵn sàng các tiết mục tại lễ hội đường phố. Hôm nay, ông Hồ Ngọc Triệu, tên thường gọi là Pá Vinh, người Pru Vân Kiều ở Buôn Tạc Cưỡng, đã cùng cả đội đánh chiêng của xã E Hiêu, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk cùng luyện tập để cả đội tham gia biểu diễn tiết mục múa chiêng mang bản sắc văn hóa của cộng đồng người Vân Kiều tại lễ hội đường phố thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Là lễ hội cà phê là tôi nhất mừng cho anh em con cháu mình từ này sắp đến là để làm phát đạt, để có ăn, có uống, nuôi cha nuôi mẹ, có buồn có bàn mà thế.
mà xong đời mình là phải làm thế mà để tương lai cho con cháu mình. Với niềm đam mê và ước vọng cồng chiêng được lưu truyền mãi mãi, các thành viên của đội cồng chiêng thường xuyên tập luyện. Mỗi tiết mục cồng chiêng với những giai điệu trầm hùng và khoáng đạt, trữ tình và nồng nàn, truyền tải ước mong cho mùa màng được tươi tốt, cho bản làng thêm yên vui, cho tình yêu đôi lứa nhân đôi niềm hạnh phúc của cộng đồng dân tộc Vân Kiều. Từ đội chiêng do ông Pá Vinh tự đứng ra tổ chức, được chính quyền địa phương hỗ trợ mở được nhiều lớp dạy đánh chiêng, thu hút khá nhiều người trẻ ở các buôn tham gia. Mỗi dịp địa phương diễn ra các sự kiện quan trọng, đội chiêng đều tham gia. Trước ngày lễ hội, cả đội đều mong muốn được quảng bá thêm những giá trị truyền thống của dân tộc mình và cũng là để góp thêm nét đặc sắc cho kỳ lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình 24 giờ cùng DDT ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số món ăn đường phố, tuy nhiên cũng không kém phần đặc sắc tại thành phố Buôn Ma Thuột. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với chúng tôi về món ăn đặc sắc của người dân nơi đây, đó là những món ăn truyền thống của người Ede. Vâng, hy vọng du khách đến với Buôn Ma Thuột, đến với Đắk Lắk sẽ có những trải nghiệm thú vị với những món ăn truyền thống này. Cũng như những dân tộc anh em khác trên dải đất hình chữ S, người Ede cũng có cho mình một nét ẩm thực rất riêng với những món ăn truyền thống hấp dẫn. Ẩm thực của người Ede mang màu sắc văn hóa rất riêng, có thể kể đến như gà nướng cơm lam, canh chua kiến vàng, canh gà đắng, lá mì, vách trộn, thịt heo ba rọi nướng. Những món ăn này có sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống trong vị cay, chua và đắng nên hương vị khác lạ. Ăn một lần chưa quen nhưng ăn đến lần thứ hai sẽ nhớ và muốn ăn nhiều lần hơn nữa. Bên cạnh việc tham quan cảnh sắc thì thưởng thức món ăn ngon của người địa phương cũng là một điểm không thể bỏ qua khi đến với vùng đất Đắk Lắk đầy nắng và gió này. Thưa quý vị và các bạn, dân gian có câu con chăm cha không bằng bà chăm ông để nói lên vai trò của người phụ nữ trong gia đình, luôn hy sinh tất cả để dành cho chồng, cho con những điều tốt đẹp nhất. Vâng, hôm nay ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Chương trình 24 giờ cùng DRT muốn chuyển đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất đỗi dung dị của một cụ bà đã ngoài 70 nhưng vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cụ ông trong bệnh viện để con cháu có thời gian công tác. Song cao hơn cả là bà luôn suy nghĩ con chăm cha không bằng bà chăm ông. Quý vị và các bạn, như lên này, có lẽ là ngày 8 tháng 3 có phải là mọi phụ nữ đều muốn nhận được những cái món quà từ người thân của mình tặng mình không ạ? Thưa quý vị, thưa anh Xuân Cảnh, bản thân tôi thì cũng rất muốn được nhận quà, nhưng mà có lẽ thì món quà quan trọng nhất chính là sự quan tâm và sẻ chia từ mọi người, chứ không đơn giản chỉ là một bó hoa hay là một cái món quà tặng nào đó. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 ngày từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 tới đây, dự kiến Đắk Lắk sẽ có khoảng 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham dự lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Với một lượng khách lớn cùng đổ về trong một thời gian ngắn, các hoạt động kinh doanh mua bán trên địa bàn liệu có nhân cơ hội này để tăng giá hay không? Vâng, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng 24 giờ cùng DRT khảo sát xem như thế nào nhé. Có mặt trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột đã vài chục năm, qua hai thế hệ, chưa bao giờ xe bánh mì bà Trọng tăng giá vào bất kỳ mùa lễ hội nào. Trước ngày diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, chủ cơ sở kinh doanh đã thức nhiều đêm để chuẩn bị lượng nguyên liệu gấp 3 lần so với thông thường. Nguyên liệu cũng chọn lọc kỹ càng hơn, nhưng giá mùa lễ hội lần này cũng không đổi so với thông thường. Sự chuẩn bị của em thì như mọi năm, năm nào cũng như vậy. Không có thay đổi gì, nhất là không lên giá và không chèn ép. Đắk Lắk hiện có hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh ăn uống ở khắp các địa phương, đáp ứng các nhu cầu từ bình dân đến cao cấp. Đến thời điểm này, hầu hết các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ăn uống trên địa bàn đều ý thức được cơ hội để gia tăng doanh số trong mùa lễ hội khi hầu hết các nhu cầu đều sẽ tăng lên. Mỗi người, mỗi cơ sở doanh nghiệp trong phạm vi của mình đều đã có sự chuẩn bị cơ bản về lượng hàng hóa, cải thiện chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón khách nhưng không tăng giá là điều đã được nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí khẳng định. Riêng với cửa hàng em thì em vẫn sẽ giữ một mức giá cố định để cho khách đến cảm nhận được những dịch vụ tốt nhất từ phía cửa hàng.
Cùng với Đắk Lắk có gần 250 cơ sở lưu trú du lịch trên 5.083 buồng phòng, khoảng 30 khu du lịch, điểm tham quan du lịch. Cùng với đó là hệ thống các homestay, farmstay, tất cả đều cam kết không tăng giá phòng, dịch vụ trong dịp này lễ hội. Khoảng 30 khu du lịch, điểm tham quan du lịch, cùng với đó là hệ thống các homestay, farmstay, tất cả đều cam kết không tăng giá phòng, dịch vụ trong dịp lễ hội này, đồng thời đã sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như các phương án để chào đón một lượng lớn du khách đến Đắk Lắk mùa lễ hội. Thì tính đến thời điểm này thì cái mảng dịch vụ lưu trú là cái phòng thì chúng tôi cũng đã phủ kín trong cái dịp lễ hội, và kể cả nhà hàng phục vụ du khách cũng đã tập trung đã nhận book lịch là kín hết rồi. Còn đến đối với cái khu điểm du lịch thì chúng tôi cũng có cải tạo cảnh quan môi trường, rồi cũng chuẩn bị về các cái dịch vụ cho nó chỉnh chu, trong đó là cái dịch vụ mới nhất, đó là cái dịch vụ du lịch thân thiện với voi. Buôn Ma Thuột tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đang định gửi một thông điệp rõ ràng là thành phố cà phê của thế giới. Cùng với nỗ lực từ các cấp, các ngành trong công tác tổ chức, mỗi người dân đều là một nhân tố quan trọng góp phần tạo dựng nên một hình ảnh đẹp cho thành phố trong mắt bạn bè xa gần. Đây chính là cơ hội bền vững cho bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Thưa quý vị và các bạn, thưa chị Như Lê, có thể nói là các cái dịp lễ Tết thì người dân thường khi đi du lịch tại nhiều nơi, và một số nơi trên cả nước thì cũng đã từng xảy ra cái tình trạng mà các cái cơ sở bán hàng tăng giá, người dân hay còn gọi là cái hành vi chặt chém đó. Tuy nhiên thì theo tôi được biết là từ trước đến nay thì tại thành phố Buôn Ma Thuột thì chưa hề xảy ra cái tình trạng này. Không phải tự khen nhưng mà khách quan mà nói thì du khách rất ấn tượng khi đến với Đắk Lắk bởi vì thiên nhiên và con người nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, sơ cứu người bị điện giật là một việc làm quan trọng và cấp thiết. Bởi nếu được sơ cứu nhanh và đúng cách, khả năng cứu sống người bị nạn là 98%. Ngược lại, sau 5 phút bị điện giật mà không được sơ cứu kịp thời, khả năng cứu sống chỉ còn 25%. Việc sơ cứu ban đầu rất là quan trọng. Nếu như mà trường hợp sơ cứu không kịp thời thì có thể người bị nạn có thể tử vong. Và ngay sau đây thì Thượng úy Hoàng Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ hướng dẫn cách sơ cấp cứu khi gặp người bị điện giật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một số lưu ý khi mà sơ cứu nạn nhân bị điện giật thì đầu tiên để tiến hành sơ cứu nạn nhân bị điện giật thì chúng ta cần phải cách ly nạn nhân ra khỏi nguồn điện. Việc cách ly nạn nhân ra khỏi nguồn điện thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách các cái biện pháp như là chúng ta có thể cắt công tắc, cắt cầu dao hoặc là dùng cành cây khô, các vật không dẫn điện để cách ly các phần dây dẫn hở ra khỏi người nạn nhân. Triệu chứng đầu tiên là nạn nhân sẽ dừng tim phổi. Thứ hai là nạn nhân bị bỏng. Thứ ba là nạn nhân gặp các cái tai nạn thứ cấp do việc là té ngã từ trên cao. Cho nên các cái bước sơ cứu nạn nhân bao gồm: thứ nhất là kiểm tra hệ hốp, hệ tuần hoàn của nạn nhân, đánh giá tình trạng của nạn nhân. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành đến sơ cứu các cái vết thương gãy xương, các vết thương chảy máu. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ sơ cứu các vết thương bỏng. Chúng ta sẽ áp tai của mình vào phần mũi miệng của nạn nhân để nghe xem nạn nhân có còn thở hay không. Và đồng thời mắt của chúng ta sẽ nhìn xuôi xuống phần ngực bụng của nạn nhân xem là phần ngực bụng của nạn nhân có còn chuyển động hay không. Khi mà nạn nhân dừng thở thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra hệ tuần hoàn của nạn nhân. Sau 3 đến 5 giây chúng ta không bắt được động mạch cảnh của nạn nhân thì chúng ta kết luận là nạn nhân đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Thì khi nạn nhân ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn thì chúng ta sẽ tiến hành các bước sơ cứu hồi sinh tim phổi cho nạn nhân. Trong các cái tình huống ép tim thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định vị trí 1/3 từ dưới lên hoặc 2/3 từ trên xuống. Thì đây, ở giữa phần trục ngực của nạn nhân sẽ là phần chúng ta đặt tay ép tim cho nạn nhân. Sau khi thực hiện 30 lần ép tim thì chúng ta sẽ thực hiện 2 lần thổi ngạt. Ngón cái và ngón trỏ sẽ giữ chặt phần mũi của nạn nhân. Lòng bàn tay trái thì sẽ ấn cằm của nạn nhân. Tay phải, tay còn lại thì ngón cái và ngón trỏ chúng ta sẽ mở cằm của nạn nhân. Mở cằm của nạn nhân, sau đấy chúng ta sẽ thực hiện 2 lần thổi ngạt. Chúng ta sẽ liên tục làm 2 đến 3 chu kỳ, sau đấy sẽ kiểm tra lại tình trạng của nạn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây đã kết thúc.
Mọi ý kiến đóng góp cũng như tin bài cộng tác xin vui lòng gửi về địa chỉ website dlt.vn, fanpage và YouTube truyền hình Đắk Lắk. Email 24h cùng drt@gmail.com, Zalo 0905121551, 24h cùng DRT, số điện thoại 02626256777. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.